Ok, sau một thời gian mưa gió bão bùng cực kỳ to, nhưng mà mình cũng phải và anh Thọ và Lý đã tìm ra cái dấu vết và em nói rồi, đã phát hiện em nói rồi, bây giờ đến quay cho cả nhà xem nhé. Đâu anh đây? Đây anh Thọ đây. Ok. Thế bây giờ trời vẫn là đang mưa. Giờ anh Thọ đã phát hiện ra rồi. Họ bảo mình quay. Làm sao? Anh Thọ. Ồ, đây rồi. Đây một cái nhà. Đấy, đây đây, đâu đây. Ok. Bây giờ mình sẽ chinh phục nó nha. Làm cái câu chuẩn bị chinh phục nha cả nhà. Mưa to quá.
chồng.